let's get it started now. Let's get it started, let's get it started now. Chào mừng quý vị đến với chương trình Ảo thuật sắc đẹp. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Trend Tip, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp, để đồng hành cùng với chương trình. Chương trình Ảo thuật sắc đẹp sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sài Gòn Blind thực hiện. Ngày hôm nay phải nói là hai chị em của chúng ta xuất hiện như những super model chuyên nghiệp. Đúng rồi. Hôm nay thì mình cũng nhập tâm lắm luôn, không biết có làm được hay không thôi. Chương trình này thì có chúng ta, có Sam với có Harry thì cũng phải buộc có một người nữa. Không có ảnh là không được. Đôi khi ảnh nói mấy cái từ mà gọi là chuyên môn á chị, là em giống như là ủa anh này anh đang đọc cái phương thức hóa học gì vậy trời. Ồ, vậy luôn á. Bây giờ thì Harry sẽ xin giới thiệu makeup artist Nam Trung. Xin mời. Xin chào Sam, xin chào Harry và một lần nữa xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Ảo thuật sắc đẹp. Tôi hy vọng rằng với Harry, với Sam, với Trung mà tất cả những người đều rất là ham làm đẹp. Dạ. Và hy vọng rằng quý vị sẽ cùng hòa chung không khí với chúng tôi để có thể dùng trang điểm bằng trang điểm, không những chỉ trang điểm cho mình mà còn trang điểm cho chính cuộc sống của mình nữa. Ngày hôm nay có một bông hoa đặc biệt hơn nữa đến với chương trình của chúng ta. Hồi nãy là hai đứa mình là super model bước ra đúng không chị? Đúng rồi, mình hồi nay model lắm. Cô gái này bước ra là em với chị tắt cửa luôn. Sao vậy? Tại sao lại nói người ta là em lại mất tự tin như vậy? Tại vì người ta là model thiệt chị ơi. À mình là model cúp bé thôi. Bây giờ là model thiệt xuất hiện nè. Đó và cũng là khách mời đặc biệt cho ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón người mẫu Nam Anh. Bạn bẽn lẽn thôi nhưng mà nhìn cái thần thái của người ta là cũng là ra dáng model rồi. Lễ Nam cũng như là Nam Anh xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả các CL. Mình đâu ký kết hợp đồng gì đâu Nam Anh. Anh Nam Trung, chị Harry và Sam. Chị sao? Rồi hồi nãy em là em giới thiệu dữ lắm đó nha chị. Giới thiệu em là lắm tân, tân bốc nhất từ hồi nãy tới giờ đó mà ra quên tên em. Em có biết tại sao lại là Nam Anh tự nhiên quên cái tên tại em không? Tại sao vậy chị? Đẹp quá, mù quáng luôn, quên luôn. Dạ đúng rồi chị. Em cảm ơn chị cứu em một vài người trong đấy. Nhưng mà Nam Anh ơi, có một cái điều này nè, Sam rất là thắc mắc nè. Đối với lại Nam Anh á, là một người mẫu mà cũng đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Sam nghĩ là bạn cũng đã trải qua rất là nhiều phong cách rồi. Vậy lý do gì mà bạn lại đến với chương trình Ảo thuật sắc đẹp của chúng tôi? Theo em nghĩ em là nghệ sĩ nên em luôn thích mình biến hình á. Nên hôm nay em muốn biến hình mình theo một cái phong cách nào mà nó khác mà mình chưa từng làm, mình chưa từng trải nghiệm. Không, vậy cái này là một cái thử thách dành cho anh Nam Trung rồi. Thì các bây giờ muốn nghĩ lại cái concept cũng rất là khó luôn. Là lúc trước anh gặp Nam Anh trong vai trò là anh là người đưa ra thử thách. Yeah, đúng. Và ngày hôm nay thì Nam Anh lại chính là người đưa ra thử thách cho anh đây. Chính xác. Lúc đó anh có làm khó không? Anh thì anh không nghĩ rằng là với Nam Anh có gì trở nên là khó cả. Với Nam Anh có một cái biệt tài là luôn luôn biến tất cả những gì căng thẳng nhất trở nên hài hước nhất. Và quý vị khán giả ơi, trước khi bước vào câu chuyện của Nam Anh ngày hôm nay đến với chương trình thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Quay trở lại với Ảo thuật sắc đẹp, gặp gỡ Nam Anh ngày hôm nay thì Sam muốn được nghe câu chuyện đến từ bạn. Dạo gần đây thì em thấy ở trên mạng hay hot những cái mà biến hình mà trở về thập niên 90 chị. Thì hôm nay cũng... Ê, sao? Đang định nói, em đang định nói luôn á. Tự nhiên đúng thiệt á. Tại vì cái họa tiết chấm bi này á là một trong những cái họa tiết rất là xu hướng vào năm 1990 đúng không nào? Mà chấm bi màu đỏ. Yeah. Cái này là nó chỉ là đại biểu cho cái những cái màu sắc biểu tượng, biểu tượng. Đúng rồi, biểu tượng. Em với Nam Anh, chị với Nam Anh nó có cái gì đó nó rất là rất là tương đồng. Hiểu tương đồng hiểu với nhau á. Yeah. Yeah. Em thấy vậy. Em cũng thấy vậy đó. Đó. Có cái phim bộ trên truyền hình là tên là Người Mẫu. Oh. Là Kim Nam Chu có xuất hiện. Ôi trời ơi.
mà cái môi thì màu tím đậm hoặc là màu rồi. Đất đậm hay đúng gì đó rồi. Chứ gì đó trời ơi, rất sang rất đẹp. Trời ơi, tại hồi đó vì cái bộ phim đó mà em định đi làm người mẫu á chị. Ơ vậy hả? May quá, em chưa đi làm. Em làm này là hợp nhất nè, em mà đi làm người mẫu là thôi rồi đó. Em không có chiều cao thôi, đúng không nè. Những cái khoảng thời gian bây giờ thì những cái sắc màu, những cái tinh thần của 90 nó đã được các bạn trẻ biến đổi nó, đi theo một cái sắc màu nó hiện đại hơn, cũng cảm thấy là rất là thú vị. Cũng giống như gần đây á, mình xem một bộ phim Hàn Quốc mà anh mê luôn, anh xem tới 3 lần, đấy là Reply 1988 à. Bọn em cũng coi luôn. Tại vì người lớn tuổi thì người ta hay trở về với quá khứ, thế nhưng mà hình ảnh rồi cách diễn tả nó lại mang cái sắc màu của hiện đại, cho nên nó thu hút mình rất là nhiều. Thì ở thập niên 90 nó có những cái điều như sau, nó sẽ nổi lên. Ví dụ cái việc đầu tiên nó là cái phong cách là grunge, là cái phong cách mặc đồ jean, những cái đồ thô, xong rồi mặc áo khoác, xong rồi tóc tai thì hơi bù xù, hoặc là những cái tóc mà quấn lên xong rồi nó spike, hoặc nó là hơi nó xòe xòe phồng phồng ra cái phồng phồng hoa hậu, hoặc là ví dụ như cái râu như em đang để này. Đó là cũng là một trong những đặc trưng của những cái năm 90. Thì màu của make up là nâu, nâu nó trầm hơn, tóc nâu môi trầm đó. Nhưng đặc biệt ở 1990 nó là một cái điều mà cái bộ phim người mẫu này trở nên nổi tiếng, bởi vì lúc đấy cái xu hướng của cả thế giới nó có một cái xu hướng rất là rõ là supermodel. Ai xem cái phim đấy mà thích thời trang với make up đều rất mê những phân đoạn về thời trang, về make up. Với lại vì cái phim đó cho nên người ta mới biết là à, cái nghề người mẫu nó người ta làm cực khổ như thế nào. Và vì cái phim đó mà người ta biết là ui, cái màu nó trầm như vậy mà cũng đẹp sao, xong ai cũng mua, ai cũng xài, giống như thống nhất vậy luôn. Dạ. Ai cũng tô cái màu y chang kiểu vậy luôn. Còn Nam Anh, mình có tự tin là mình sẽ hợp cái phong cách này không? Em thì em cũng tò mò, tại vì em là sinh ra cái giai đoạn mà chuyển qua cái thời hiện đại á, thập niên 90 nó còn trong cái sự tìm hiểu, em cũng biết chắc là mình có hợp hay không, nhưng mà em thích làm thử để mình biết là nếu mà mình sinh ra thời đó mình sẽ như thế nào. Ở cái khúc mà thiên cổ như anh á, hiện đại mà chuyển giao từ thiên cổ sang hiện đại đúng không? Tràn ngập ở trên các cái đường phố lớn là cái tấm poster của Kim Nam Ju. Và các cô gái ở Việt Nam cũng như vậy, tóc nâu, môi thâm, trầm, đen đi ngoài đường. Và lúc đó nó cũng đã tạo thành một cái hiệu ứng của giới trẻ. Và anh nghĩ rằng là để trải nghiệm với cho Nam Anh tốt nhất ngày hôm nay á, thì mình sẽ cùng trải nghiệm một cái xu hướng hot nhất đối với những người yêu thời trang, đấy là gọi là supermodel. Supermodel. Em cũng nghĩ là rất là hợp với lại hình tượng của Nam Anh luôn. Đúng. Cực kỳ hợp, với lại mặt lại rất là đẹp nữa. Chị em mình thì bỏ cái đó đi. Chị em mình mà lên mà supermodel nó không vô. Không vô. Em nghĩ là những cái thông tin mà vừa rồi chúng ta đã thảo luận nào với nhau nó cũng đã đủ để một lát nữa anh Nam Trung họa được một cái gương mặt cho Nam Anh, đúng không ạ? Hôm nay nó là thử thách của tất cả chúng ta. Và trước khi đến với lại phần biến hóa dành cho Nam Anh thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bí quyết làm đẹp của quý vị. Quay trở lại với chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại phần bí quyết làm đẹp. Một cái chuỗi make up á anh Nam Trung, thì anh nghĩ là cái bước nào nó sẽ là quan trọng nhất? Đối với anh á thì anh luôn luôn xử lý nền, những cái để xử lý da này, xong rồi để tạo ra một cái lớp nền đẹp. Thì như chúng ta đang nói chuyện là ở những thập niên 90 đi, thì nó có những cái điều nó rất là khác biệt. Ví dụ như ở những thập niên 90 cũng có thể là do bởi vì điều kiện ống kính, độ phân giải của ống kính rồi những cái ánh đèn nó chưa có mềm mại như bây giờ. Cho nên là lúc đó khi mà đi làm truyền hình, đi quay phim hay đi chụp ảnh là phải làm xong cái nền ấy, nó phải hơi dày lên một chút và nó phải khô. Nhưng bây giờ nhờ có một cái sản phẩm gọi là Cushion. Cho nên là mình đã hoàn toàn có thể làm được cái nền mà nó rất là mỏng, nó có một cái độ bóng, và đặc biệt đối với cushion anh rất là thích là ở trong đấy nó có chống nắng luôn. Và ở đây thì chúng ta có 5 loại cushion để cho anh em của chúng ta sẽ trải nghiệm và nhận xét cùng với lại 20 cô gái xinh đẹp đang có mặt tại trường quay. Các bạn cũng hãy cho Sam biết những nhận xét của các bạn nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có những tiêu chí như là mùi hương nè, độ che phủ nè, độ cân bằng màu sắc trên da và kết cấu sản phẩm. Chúng ta sẽ cùng thử cái mẫu sản phẩm A này nha. Ở đây thì chúng ta thấy là cái sản phẩm A này nó là một cái dạng phấn tươi, một cái dạng phấn nền lạnh.
fashion mà ra kiểu vậy thì Harry thì lần đầu tiên thấy, mình chỉ có thấy là cái đánh má hồng thì mình có thấy. Nhưng mà công nhận là phấn lạnh đó chị, đánh lên cái nó lạnh liền nhá. Ủa có không? Có, chị đánh thử đi. Thôi em thử trước đi, thử trước. Nếu như vậy thì thật ra thì cái này nó làm cho hạ nhiệt cái da của mình. Ui, thì nó cũng nó tốt đó. Nè, nó lạnh liền nè chị. Ô, mát thiệt nhờ. Ờ, cảm giác mát mát rồi chị hơn. Ồ, rất là mát luôn nha. Ồ, mùi hương dễ thương quá. Ồ, mùi hương ổn ha. Độ che phủ cũng cũng ổn nè. Mùi hương này lắm nha. Ồ, độ che phủ tốt đó nha. Dạ, em cũng thấy che phủ đối rất với, là tốt. Đối với Fusion dạng như thế này là che phủ tốt rồi nha. Đây mình thử cái sản phẩm B này nha. Ok. Cái này thật ra nếu mà liên quan tới khuyết chay khuyết điểm thì nó không có tác dụng. Nhưng mà vấn đề là nó làm cho cái da của mình nó một cách sáng tự nhiên nhất có thể. Đúng nếu rồi. Nếu như là make up như không make up. Ừ. Kiểu tự nhiên trong trong. Tự nhiên trong trong đúng rồi. Ồ. Để phủ thì thấp nha. Ôi mọi người ơi, cái này là em đang thử cái C nè. Bây giờ coi cái này. Ơ, ok nha, cái này em thích nha. Ồ. Cái này nhưng mà cái này thì thật ra là dành cho những người da phải sáng nè. Dạ. Về cái phần màu á thì ở cái C này là nó hơi trắng hơn so với tông da của em, nhưng mà về phần cái độ lì á và cái độ mà nó thẩm thấu nhanh thì em rất là thích cái C này luôn á. So với sản phẩm A thì Harry thích cái này, nó hợp với da màu Harry hơn. Em thấy nó rất là phù hợp với khí hậu Việt Nam á, tại vì nó khô, nó không có bị kiểu ẩm á. Mùi hương, hương nhẹ nhẹ. Cái này độ che phủ của nó khá là tốt so với dòng Fusion. Thật ra cái này em thấy đa số là như vậy thì nó giữ được lâu nữa. Màu sắc trên da Harry rất là thích. Đề đi. Rồi đề đi đi. Ôi cái này vui hơn. Tại vì Harry cũng đang phải kiếm một cái cushion cuộc đời của mình phù hợp. Trước giờ mình cũng xài rất là nhiều. Ngày hôm nay thì mình cũng sẽ để ý vài thứ nữa. Ôi mấy cái hộp cushion này là hộp mới không nha, chưa có qua sử dụng. Em thấy là tụi mình toàn bóc tem không á. Lát nữa chị em mình thích cái nào cần chị. Đây em đang thử cái đề nha mọi người. Mấy bạn mà mới lớn á sẽ thích xài cái sản phẩm kiểu vậy. Bình thường là những bạn nào mà mới lớn khoảng trong 18, 19 tuổi là thích make up kiểu như là tôi có make up rồi. Hiểu không? Là họ sẽ rất thích xài những cái này. Còn những người mà cỡ tuổi mình thì chúng tôi không có make up, chúng tôi đẹp tự nhiên, kiểu vậy. Là thích cái gì mà nó rất là hết sức tự nhiên. Bây giờ mình sẽ thử qua cái sản phẩm E này nha. Em cũng thích nữa nha. Có hợp với cái da em ghê anh nè. Đánh hả? Em đánh rồi á. Ủa? Mà đẹp nó hợp với cái da của em luôn á. Hợp lắm luôn nha. Cái này lên da Harry là lên đường luôn vàng. Em là lên đường luôn nè. Nhưng mà với anh với Sam là chính xác luôn, đẹp luôn, không nói nhiều. Tụi em này hợp. Anh che hết luôn mấy cái gần máu á. Nhìn lên thấy không? Nó tẹp luôn á. Không, em thấy cái này ok ghê á. Ủa nhờ. Thấy chưa? Mà đánh lên da em mà nó kỳ lạ liền đánh luôn. Đánh cho em là nó kiểu như là bị có vấn đề về gan ấy. Bị bệnh gan đấy. Còn cái này là đúng là em phải có cái gì nó hồng hồng mới vô. Ok. Tất cả chúng ta cũng đã có những cái trải nghiệm về 5 sản phẩm đang có mặt tại đây rồi và cũng đã có cho mình những nhận xét riêng. Và trước khi đến với phần nhận xét cuối cùng tổng hợp lại ý kiến của tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần biến hóa dành cho Nam Anh nha. Vậy là bôi make up xong hết chưa anh? Rồi nè. Mà anh ơi, anh có dùng cái toner chưa? Toner nó quan trọng mà. Ai đây đây đây, để em chị xịt ra đây em nha. Bữa nay anh Nam Trung có hai trợ lý xinh đẹp hỗ trợ. Anh Trung, tụi em sẽ là trợ lý cho anh Trung. Dạ. Lát nữa mình ăn lương. Đúng. Toner, nếu mà không có toner á, chắc chắn luôn là những cái kem dưỡng rồi những cái mà mình đồ sản phẩm dưỡng mà mình muốn nó thật sự thẩm thấu sâu xuống dưới da á, nó sẽ không thể nào nó làm tốt cái nhiệm vụ của nó được. Yeah. Khi make up mà dưỡng da mà quên toner là coi như là đối với anh á là coi như là bỏ hết. Yeah. Khi mà cái da nó khô á, xong mình bôi kem dưỡng lên á, nó không có thấm. Nó không có thấm, nó cứ nhầy nhầy một lớp ở bên trên. Xong sau đó mình lại đánh phấn nền lên nữa, thế là phấn nền với cả kem dưỡng nó không có tạo ra cái độ bám được. Nên là toner là một điều không thể nào quên được. Em đang rất là chờ đợi cái layout make up của Nam Anh ngày hôm nay. Thiệt, hóng lắm nha.
Mà cái phần tóc á, anh Nam Trung thì anh có dự định là mình sẽ làm tóc cái dạng nào chưa? Ở cái thập niên 90 này có một cái người mà anh cảm thấy là cá tính cũng sẽ rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt là với anh á, thì cái chị supermodel này chị đã làm một cái việc, và sau đó là người ta công nhận tất cả những cái trước đó gọi là khiếm khuyết trở thành nét riêng. Đấy chính là Cindy Crawford với cả cái nốt ruồi ở đây. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại người mẫu Nam Anh với sự biến hóa của chuyên gia trang điểm Nam Trung sẽ như thế nào nha. Xin mời Nam Anh. Thực sự nha luôn á, là Nam Anh rất là hợp với lại cái kiểu make up này luôn á. Với cái tướng này và với cái mặt này make up nào mà chẳng hợp đúng không? Nhưng mà tự nhiên làm như vậy xong rồi lại cái tinh thần người mẫu nó đúng kiểu siêu mẫu luôn, nó cao hơn nữa. Đúng là hồi nãy lúc mà chưa được make up á, em thấy á là Nam Anh ra có một cái phần mà hơi rụt rè. Tự nhiên bây giờ ra cái thần thái ngời ngời liền, khác hẳn rất luôn. Rất là liền luôn. Dạ, có make up lên em tự tin hơn á chị. Em rất là thích luôn, em nghĩ là tương lai em sẽ sử dụng cái make up này nhiều. Chắc là phiền anh sẽ phải làm chim nhiều nhiều anh Trung. Đúng rồi, em đẹp quá. Một cái môi này đứng cười. Hết. Cái môi này nó đã nâu nha. Thế xong cái mình lại vẽ nó ăn gian, nó gọi là cái full lips. Thế xong cái mình cười á, cái nó tè lè, nó không còn đẹp nữa. Nó hơi vậy. Ủa vậy là mốt cái make up này là đi ra ngoài đường là cứ vậy hả? Đúng rồi. Cái ai nói vậy? Ai nói vậy mắc cười rồi mình sao anh? Lỡ ai nói vậy mắc cười sao mình? Cười, mỉm cười. Mắc cười ấy chị thế nào Nam Anh? 3, 2, 1, mắc cười anh ạ. Hôm nay Nam Anh đến với cái chương trình Ảo thuật sắc đẹp thì Nam Anh cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là vui. Sau chương trình này là em biết được cái cách mà mình sử dụng mỹ phẩm, rồi cái cách làm thế nào để chọn sản phẩm phù hợp với mình. Rồi đặc biệt là ngày hôm nay là mình biết thêm một cái layout mới mình. Ví dụ cái dịp nào mình thích mình thay đổi, và khi mình thay đổi em thấy là em cảm thấy em rất là năng lượng, cảm giác mình nó mới á, nó khác biệt á, nó không còn cũ kỹ nữa. Cảm ơn Nam Anh rất là nhiều, bởi vì Nam Anh ngày hôm nay đã đến với là ảo thuật sắc đẹp nè. Và mong rằng nếu mà có cái dịp nào á thì Nam Anh hãy thử cái layout nào nhiều đi, tại vì em thấy cái layout này vô cùng hợp với Nam Anh luôn á. Yes. Thưa quý vị, trên tay Sam chính là kết quả của những nhận xét từ nãy tới giờ mà anh em mình đã cùng kiểm tra tất cả sản phẩm. Và về cái vấn đề mùi hương thì sản phẩm được đánh giá cao nhất đó chính là sản phẩm A. Và nếu mà liên quan tới độ che phủ á, thì hãng C lại là được điểm nhiều nhất. Còn về sự cân bằng màu da đó, tệp với lại màu da của mình á, thì là sản phẩm C được đánh giá cao nhất. Và kết cấu sản phẩm thì hãng C lại được điểm cao nhất. Wow, điều đó cũng đã quá rõ ràng là sản phẩm mà được đánh giá cao nhất về tất cả những cái yếu tố đó chính là sản phẩm C. Đối với anh thì anh thấy sự lựa chọn này là hoàn toàn chính xác. Dạ, chính xác, cũng đồng quan điểm với lại tất cả chúng tất cả ta ở đây mọi người luôn. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sài Gòn Live thực hiện. Phát sóng vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Trend Tip, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp để đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hẹn gặp lại. Trời, bà không có cười từ đây tới cuối chương trình luôn nè. Vâng, là sexy, vâng là thanh trạng.
hãy dành một tràng pháo tay để chào đón sự xuất hiện của Kiwi. Em chào anh chị ạ. Ngày hôm nay là em đến với chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp. Em mong muốn là mình sẽ có được điều gì đến từ chương trình? Dạ, đẹp hơn. Đã đẹp rồi mà cũng đẹp hơn nữa hả? Em hoàn toàn có thể rất là phù hợp để thay đổi bất kỳ cái gì em muốn. Đối với mỗi chúng ta nè, thì phong cách cá nhân của mỗi người mình sẽ định hướng như thế nào? Bản thân Harry, cái kiểu như là mình làm cute, dễ thương này nọ là gia đình mình ai cũng ói hết. Định hình phong cách cá nhân á, cái điều quan trọng nhất đó chính là mình phải hiểu bản thân mình trước đã.